cái này alon đó, yogi tu ra zin, bây giờ bong đồ à, phong nhiên đi nè, xây nè bắt đệ đệ, đi à li, hoa gia, chim nhỉ bê chim mày, hôm nay ngài Tâm Tạng sẽ chia sẻ với đại chúng thiền sinh là những hành giả về một bài pháp thoại liên quan đến tâm. Hello, chị nga lê về cô này khoe đoá bí số đó năm mươi đệ chị đây bí dùng ảo nó mà hôm nay nó vào vũ ta cho đi đi ra lê cô ở trên trường bí đó lưu yên thi mi ảo hoa gia bí đoá mạp sẽ bà đi. Bởi vì thời gian có hạn, do cũng có sự bị trễ thời gian, cho nên với một cái đề tài như thế này thì ngài sẽ không có giảng một cách chi tiết cho chúng ta được. Tuy nhiên ngài sẽ cố gắng để tóm tắt cốt lõi về cái bài pháp thoại này. Hôm nay mình mang đến mà luôn cái đến nếp bao tí ạ ngã dễ lao đồ ngã mình đâu mình nhì ô chô khe bà đi ế đi mình đâu mình nhì hà đang gà rô rì gù em đàn chi nhu đệ tà dà nà rô gù em đàn chi nhu đệ xin bà yên nhì bà đi. Ở bên nước Myanmar cách đây 150 năm, có một vị vua trị vì quốc độ Myanmar có tên là Minh Đôn. Vị vua Minh Đôn này là một người kính tín Tam Bảo, hộ đồ Tam Bảo rất nhiều, và đặc biệt nhà vua rất có sự kính trọng đối với chư tăng vào thời bấy giờ. Ê đi mến đâu xin bì nhì hà năng ngà rò xin nhá đi gù nhá giả mà xa rà yê mấy mà mấy dù rà yê đi nè chê nè riêng gù năng ngà rò đi gù lì lì nè 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 chì nhu nì rè xin bì nhì bập chế bà rì. Và đặc biệt là nhà vua với một cái nhìn rất là đơn giản, và với cái nhìn này thì nhà vua đã rất là kính trọng chư tăng. Đó là nhà vua thấy rằng chư tăng là những vị, và theo cách nhìn của nhà vua là hai điểm mà khiến cho nhà vua rất kính trọng. Điểm thứ nhất đó là không có ăn sau 12 giờ, không có ăn tối, không ăn chiều. Và điểm thứ hai đó, đó là không lập gia đình. Thì đây là hai điểm, chỉ cần hai điểm này thôi, theo cái quan điểm của nhà vua là đã khiến cho nhà vua kính trọng đối với chư tăng rồi. Ê đi xin bình yên nhì cú quê rê xe yà rô đà bà xì kê bà rê ê đi xe yà rô yên nè mê gà bàm mô xe yà rô phía dì phía bà rê tên nì rô ê đi bàm mô xe yà rô phía dì gù nán đồ gù xôn xa bên mà rê xôn xa bên đề khá mà ê xin phê yà tê bì rô rô gà ả lô mía rê đuê chàng tê yà tù rô lì hò bà phía lù xào thà kê bà rê. Và trong những ngày mà nhà vua kính trọng thời bây giờ đó, có một ngài đại trưởng lão tên là Bầm Mò Sayado. Một ngày nọ, nhà vua mời ngài trưởng lão Bầm Mò Sayado đến hoàng cung để cúng dường. Khi Bầm Mò Sayado đến hoàng cung cho nhà vua cúng dường thì nhà vua mới thưa với ngài rằng: bạch ngài, con là một cư sĩ có rất là nhiều công việc bận rộn, xin ngài hãy
ban bổ cho con một thời pháp ngắn nhưng đầy đủ và thích hợp đối với đời sống cư sĩ của con. Bà mô xe rô bà chí gà lê bè khách yô yô phô nhì sô rô. Tê yá tù rù sô yên, tù rù lì, tê lâu nè bè hô kê bà rì. Tù hô kê rè tê lâu nè gà sê sô bì rò, tê lâu nè hô bì rò, xe rô chí gà thà bìàn tò bà rì. Sô lô yên gà rò sê tê lâu nè gù nàng áng thê yê. A gô lông, a gù tù mà nàm yá thê bì dà phê tò bì sô rè tà phô nè. Tây yá tù rù lì sê sô tà lâu nè hò bì đò xà rù yì bìàn chò bà bà rì. Và bởi vì Ngài Đại trưởng Lão Bâm Mò Xé Đo là một vị mà cũng rất là đơn giản, rất là mộc mạc. Khi nghe nhà vua trình như vậy thì Ngài chỉ cho một cái bài pháp rất là ngắn, ngắn đến nỗi mà nhà vua cũng rất bất ngờ. Thì bài pháp của Ngài Đại trưởng Lão Bâm Mò đó là Ngài chỉ nói một từ thôi, đó là tâm. Và sau đó thì Ngài Đại trưởng Lão đã đứng dậy và đi về. Thì trong cái bài pháp vô cùng ngắn này thì Ngài Đại trưởng Lão Bâm Mò Xay Đo muốn nhắn nhủ nhà vua rằng chỉ cần thu thúc được tâm thì mọi ác pháp sẽ được thu thúc, sẽ không có sinh khởi. Cái này là yogi tu ra xin đi mimi đôi giày xây khli tê lâu nê gu nay ao thấy này mới suy yên ta mimi đôi a lông a gu đô mà nam ya xiang jin bi da phit daw ba bi da jao sai ko nan aw thain ma lu pyo lai lu shi yin taya ga le be da sai ta long ne thain yin a long a chong win daw bi phit ba de. Cho nên là những hành giả thì chúng ta chỉ cần thu thúc tâm, kiểm soát được tâm thì có thể kiểm soát được, thu thúc được những bất thiện pháp và sẽ không có phạm những ác pháp, những hành vi, lời nói và suy nghĩ bất thiện. Vì vậy mà một hành giả nói riêng hay một người nói chung, nếu có thể thu thúc kiểm soát được tâm thì xem như đã làm xong cái công việc của mình. Đàn em bận tới đó, Phật tử mới soạn bài sinh lễ thề cả, ta ra cái lì để khu nén nghe, biểu bài chém mày. Phật tử mới soạn, ta vật thi miêu, sư đệ vẫn giảng mà, thề đông nông cả, ta vật thi miêu mà, miêu ta lì để yểu, ta thi ta lì để yểu, sĩ khai bù bài. Vào thời Đức Phật có một thiền nam sinh ra trong một gia đình giàu có và đã gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp. Eri thị đa li ha, sharana đông ma gu, alun jinu cố quế si kệ đệ thị đa li phi bari. Lu lo ga ma ni ni ya do le ve du ni ne lu lo ga ma ma pyo bai ba bu. Phong nhi vui mê, sô đẹp sê bê, ám yê răng, phíp bò nì rê, tà thi tà lì tì yào phíp bà rê. Và vì nghe Đức Phật thuyết pháp, cho nên đã khởi cái
vì nghe Đức Phật thuyết pháp cho nên người Cần Sự Nam này đã khởi tín tâm đối với Tam Bảo và đã có xu hướng muốn xuất gia trở thành đệ tử của Đức Phật. Ari đệ thi đa ye aim ma song khan jwa ni de yahan do da ba chi ba de đệ thi đa li ya ni da yahan do li jwa la de a kha ma đệ bi do lu lo ga ma ni ya da nyi ngwe ba de phaya đệ bi do dukkha a long ma lut chin ma de phaya dukkha a long ma lut chin yin đệ bi do ba ri myan lou ya ma le so de me kun ko song khan jwa la de yahan do li ko me myan ke ba de. Và có một vị tỳ khưu trẻ mỗi ngày đến nhà của vị cư sĩ này để khất thực. Sau khi đặt bát cho vị tỳ khưu trẻ xong, thì người cư sĩ thiện nam này mới thưa với vị tỳ khưu trẻ rằng: Kính bạch đại đức, con vốn nhàm chán đối với cái cuộc sống này. Bây giờ con muốn giải thoát khỏi những cái nỗi khổ ở trên cuộc đời này. Vậy thì con nên làm gì để có thể giải thoát những cái nỗi khổ ở trên cuộc đời này? Sơn ngàn giọt đệ giàn đồ lý gà đốc khả lô phụ giàn ở đuệ ní lãn lý gù ở xin xin hô bì gây bà đệ bà thamá ưu dọa đâu cả ai luôn ngả lướt trên này suy nghĩ, đa na cao mưu để chịu ya mê, tăng ngã rơi miệt đi sung cái ya mê, say rán xoan đi lưu ya mê, hóa số đình ngã đi sắc cái lưu ra ya mê, ấy lo đa na cao mưu để lưu ye, đâu cả ai luôn mà lướt lên mê, số bi đó, bát ma u số, bát ma số ni lam pi cái bà đấy. Và vì tỷ khưu trẻ đã thuyết pháp cho người cư sĩ một cách tuần tự, vì tỳ khưu trẻ đã dạy rằng để giải thoát mọi cảnh khổ ở trên đời thì trước hết hãy thực hành bố thí cúng dường, như là đặt bát cho chư tăng hay là cúng dường y nhập hà vân vân. Đó là cái pháp thứ nhất có thể giúp cho một người thoát khỏi mọi cảnh khổ ở trên đời. Tất cả đệ thi đa cả nấu thế, cho là để cả sau biển mà đi. Xin phía biểu đề đang đệ bi đồ, đa na cao mu đi lâu bà đệ phía đệ bi đồ đi đâu cả đi, a long cả lướt trên la bà bi, đâu cả a long cả lướt trên nấu thế ba lâu ya mà lên lu, tất cả thêm bi đồ. Giàn đồ lý gà, lý lạ rì sao tì yà mê, lùi chào nì anh nè, anh nè dô, ngà bà tì lạ sao tì yà mê. Thế đây đàn này mê xuyên nọ, xếp bà tì lạ sao tì yà mê, xô bì đó, chú tì yà nì lạm bì kè bà rì. Và một ngày khác, thì vị tỳ khưu cũng đến nhà khất thực, và người thiền nam mới thưa với vị tỳ khưu trẻ rằng: Bạch đại đức, con đã làm theo lời của đại đức chi dạy, đó là con đã cúng dường bố thí đặt bát dâng y vân vân, nhưng mà con vẫn muốn giải thoát khỏi những cái khổ ở trên đời. Vậy thì bước tiếp theo con phải làm gì để thoát những cái khổ mà con đang gặp? Thì vị tỳ khưu khi đó mới dạy rằng: Vậy thì ông hãy giữ giới cho trong sạch. Đối với một cư sĩ thì hãy thọ trì ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và cả chất say. Nếu như có điều kiện hơn thì hãy giữ bát quan trai giới. Làm được như vậy thì có thể giải thoát được những khổ đau ở trên đời.
ဒါခါတတိသားလေးကမေးပြန်ပါတယ်ရှင်ဖုရားရှင်ဖုရားပြောတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ဒါနာကောင်းမှုတွေလဲလုပ်ပါပြီဖုရားငါးပါးသီလရှစ်ပါးသီလတွေလဲစောင့်ထိုင်းပါပြီဖုရားတပည့်တော်ဒီလောကကြီးဒီဒုက္ခကြီးကလွတ်ချင်တယ်နောက်ထပ်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးတော့ကျန်တော်လေးကဒါဆိုရင်တကစေပါးသီလထင်ရမယ်စေပါးသီလဆိုတာ Vâng, người Việt Nam đã thưa với vị tỷ khưu trẻ rằng bạch đại đức, con cũng làm theo lời giống như là đại đức đã nói, nhưng mà để giải thoát những cái khổ đau ở trên đời ấy, thì con phải làm gì thêm nữa? Vì thì khu trẻ mới dạy rằng vậy thì ông hãy giữ 10 giới. Thì đối với một người như là những vị xuất gia sa di thì vị sa di đó thọ trì và giữ gìn 10 giới. Nhưng mà đối với một cư sĩ, mặc dù không xuất gia, trở thành những sa di, cũng có thể giữ gìn ngũ giới tại nhà của mình. Cho nên vị tỳ khưu trẻ mới dạy rằng, vậy thì ông hãy cố gắng để giữ 10 giới. A lông chồng chí này để khả mà, lúi chào nì, tất cả các mọi người nè, thiên đình nhà mình đi là đi, đông yếu sĩ bà đi, nam bản đi ngã ba đi là, nam bản nè sáu ba đi là, nam bản đông sáu ba đi là, thế nên lúi chào nì, sáng thiên nhà mình đi là đông yếu sĩ bà đi. Cho nên đối với một cư sĩ đấy, thì có thể thọ trì và gìn giữ năm giới hoặc là tám giới, hoặc cũng có thể thọ trì và gìn giữ 10 giới. Thì một cư sĩ là có thể giữ một trong ba loại giới này tùy theo cái sự hiểu biết và phát nguyện của mình mà có thể thọ trì và gìn giữ một trong ba giới này, hoặc là ngũ giới, hoặc là bát quan trai giới, hoặc là 10 giới. တတိသားလေးဟာစွမ်းကံကြွလာတဲ့ယဟန်တော်ကိုနောက်ထပ်မေးပြန်နေရှင်ဖုရားရှင်ဖုရားပြောတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ဒါနာကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပါပြီဖုရားငါးပါးသီလရှစ်ပါးသီလစေပါးသီလတွေလည်းတပည့်တော်စောင့်ထိန်ပါပြီဖုရားတပည့်တော်ဒုက္ခတွေမလွတ်သေးဘူးဒီဒုက္ခအလုံးကလွတ်ချင်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတပည့်တော်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးတော့စွမ်းကံကြွတဲ့ကိုတော်လေးကကဲဒါဆိုရင်တခါ Và một ngày khác, khi vị tỳ khưu đến nhà của người cư sĩ khất thực, thì người cư sĩ đã thưa với vị tỳ khưu đã rằng: bạch đại đức, con đã làm giống như lời đại đức chỉ dạy, đó là con đã thực hành thiện pháp bố thí cúng dường, thiền pháp giữ giới, năm giới, tám giới, 10 giới, nhưng mà con vẫn còn cái nỗi khổ ở trên đời. Bây giờ con muốn thoát khỏi hoàn toàn những cái nỗi khổ này, vậy thì bước tiếp theo con phải làm gì? Vì tỳ khưu trẻ mới trả lời rằng: vậy thì ông hãy xuất gia trở thành một vị tỳ khưu đi. ရဟန်းဝတ်သွားတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်တွေစောင့်ထင်းရတဲ့သိခာဘုံပေါင်းကအကျဉ်းဆိုရင်တော့228ဘုံအကျဉ်းဆိုရင်တော့ဂရီပေါင်း928ဘုံများကိုစောင့်ထင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ္တ vì cư sĩ đã làm theo lời của
vị tỳ khưu trẻ đã xuất gia trở thành một vị tỳ khưu ở trong giáo pháp của Đức Phật. Sau khi trở thành một vị tỳ khưu thì phải gìn giữ những giới căn bản của một vị tỳ khưu, bao gồm 227 điều giới. Nói một cách chi tiết hơn, đối với một vị tỳ khưu thì phải giữ hơn 9 tỷ cái điều giới. Kri bang gu rong jo so do dikha bodhi ga imadan ma mya ba de ta jao yan do ri ha ba ve lo lo be ve twa twa let lo chi lo ga asa abat di lo pho yan atwe do do khe yin ma de ai yan do li ma le be saya ga na ba shi de upise saya ye sa tin be de dhamma sriya saya ye upise saya ga Wini imadan leza de wini do siya do phit par de sa tin be de siya ga ro abhidhamma chwan jin ne abhidhamma siya phit par de. Bởi vì vị tỳ khưu mới xuất gia này là một người mà rất là chú trọng vào giới luật, cho nên trong cái đời sống hàng ngày, vị tăng tỳ khưu này đã cảm thấy rất là khó chịu và sợ hãi, làm điều gì cũng phạm tội, làm điều gì cũng sợ phạm tội. Và vị tỳ khưu trẻ này có hai vị thầy, một vị là thầy Tế Độ, một vị là thầy Giáo Thọ. Thầy Tế Độ là một vị rất tinh thông giới luật và rất kính trọng giới luật. Còn vị thầy Giáo Thọ là người rất tinh thông về tạng ví dụ pháp. Saya na ba ga le be tru ye ta be ko tin tin jan jan ne sou ma ba re winni sia ga le winni ne pat de pi do belo ni ya me belo than ya me belo twa ya me belo la ya me sa thi phin tin tin jan jan sou ma re tu ye sa tin be de abhidhamma sia ga le me ye sait ko belo than ya me me ye sait ga ba ri phit ni bi sa thi phin Saya naba ga tin tin jia jia sou ma de a ka ja ro so lo ga yan do li sait di imadan chin jet la ba de yan bwa ni ya da ma pyo bai phe phit la ba de. Vị thầy Tế Độ và vị thầy Giáo Thọ là hai người mà vị tấn tỳ khưu này luôn thân cận để học hỏi. Vị thầy Tế Độ vốn là một người tinh thông về giới luật, coi trọng về giới luật, cho nên mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều dạy cho vị tấn tỳ khưu, như là ông phải ăn như thế này, ông phải ngồi như thế này, ông phải đi như thế này, vân vân. Còn vị thầy Giáo Thọ vốn là một người tinh thông về ví dụ pháp, cho nên đã dạy vị tấn tỳ khưu là ông hãy kiểm soát tâm như thế này, trong tâm của ông là có cái này, trong tâm của ông là như thế này. Thì khi mà vị tấn tỳ khưu theo học thầy Tế Độ tinh thông về giới luật và vị thầy Giáo Thọ tinh thông về ví dụ pháp, như vậy thì vị tấn tỳ khưu cảm thấy cái đời sống xuất gia sao bị gò bỏ. Thầy Tế Độ thì bảo ông phải làm như thế này, ông phải làm như thế kia. Còn thầy Giáo Thọ thì bảo là tâm của ông phải như thế này, tâm của ông như thế kia. Cho nên cái vị tấn tỳ khưu cảm thấy rất là bị gò bỏ trong cái đời sống xuất gia, không cảm thấy dễ chịu, thoải mái một chút nào. Giảng đồ lý hả, xin ra đi. Nga ga dukkha a long ma lut chin lo mo lo yahan wet la da phong ni wet la da
ตานารอเนียราเสียตมาริกาแลซုံးมาไล่ตาสร้างทิ้งยาได้ทุกข์บุฑีกาแลกระดีบองกู้รองจอมยาไล่ตาเนียทั้งยาจิ้นจะไล่ตาสุบิรอนาวไปตานาบองไม่เปียวได้อาการจารอ Bởi vì cảm thấy rất là gò bó trong cái đời sống phạm hạnh do hai vị thầy, thầy Tế Độ và thầy Giáo Thọ đã luôn luôn chỉ dẫn, mà vì tỳ khưu, vì tân tỳ khưu không cảm thấy dễ chịu, cho nên sống ở trong giáo pháp với một cái tâm bất an, không hoan hỷ chút nào. Bởi vì tâm không hoan hỷ, vì tỳ khưu đã cảm thấy rất là chán nản, đến nỗi cơm không muốn ăn, y không muốn giặt, và mọi cử chỉ hành động có cái sự biểu hiện rất là chán nản, đến nỗi mà vì tấn tỳ khưu đã sinh bệnh và thân thể rất là ốm yếu. Nào đó tu ye thiền đồng bộ, giải đồ đi cả tu ye chi ni cố đi để khai giải đồ bi giải đấy, xin phật ya nà cố đồng ạ, giải huệ khai giải đồ mà khai nà cố ạ, bi bi phiêu phiêu nè, la la ba ba, cho cho mò mò. ယခုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကျုံလီပိန်ချုံ၆ကန့်နေတယ်ကျမ်းမာရေးတွေလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်ဘာကြောင့်မြတ်အရှင်ဘုရားဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းဆုံးမေးမြန်းကြပါတယ်အကြောင်းဆုံးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာယဟန်တော်လေးကသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုစိတ်အင်မတန်မွန်းကြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းသုံးဖို့တကယ်ချင်းဒီကိုပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်လူထွက်ပါတော့မယ်ဘုရ
vị đồng tú này biết được cái vị tăng tỳ khưu này trước khi xuất gia cũng như là mới xuất gia sống ấy, thì thân thể rất là khỏe mạnh, có cái hình dạng rất là khả ái, nhưng mà bây giờ thì nhìn rất là gầy còm, ốm yếu, không còn sinh lực nữa. Cho nên vì đồng tu mới hỏi là: thưa tôn giả, khi tôn giả mới xuất gia đó, thì rất khỏe mạnh, nhìn vóc dáng rất khả ái, nhưng mà tại vì sao bây giờ thân thể của tôn giả gầy còm, ốm yếu như vậy? Thì vì tấn từ khưu mới kể lại cái câu chuyện của mình, vì sao mà cơ thể ra nông nỗi như vậy. Cho nên vị tấn tỳ khưu đã bộc bạch cái hoàn cảnh của mình với vị đồng phạm hành, và cũng nói thêm rằng: thưa tôn giả, tôi muốn hoàn tục. Trên đồng bộ ưu dân tình nghệ chân đi gà đi bí đọc xin phía đá sâu yên lưu mất phát bản đề phía xin phía nhát xóa phía xì tòa yà áo sâu bí đọc lưu trẻ chân đi rẹt đá thị đá ưu dân lê gù nhát xóa phía thèm mà khó sáng tòa giá bà đi. Khi đó vị đồng phạm hành mới nói với vị tấn tỳ khưu rằng: tôn giả hãy khoan xả y hoàn tục mà hãy đến gặp Đức Thế Tôn, hy vọng Đức Thế Tôn sẽ giúp được tôn giả thoát ra khỏi những cái nỗi khổ mà hành giả đang gặp phải. Nhà xóa phía thân yếu đồ, nhà xóa phía gà mì rì, chí tà vã chào mìa. Yên bò vã mập yô bái phê nè, lù tuệ chí nè yà đà lì, lù mì rò, nhà xóa phía.
ตาธนารมาส่งทิ้งยาเดตุขะบุตรีกะกะรีบองกู้รองโจสรอิมตะเมียล้นละบาเดพะยาตะบี้รอเยเสียรีกะแลซ้อมมาไลตาตะบี้รอนีเรียท้ายเสียโกไม่ชิรอบาบุพะยาถ้าจอกตะบี้รอตาธนาบองนีย่าดาสิทธิ์ดิมวนเจล้นลุตะบี้รอลุถั่วขึ้นอยู่บาพะยาสุญญะสวาพะยาโกช่องท่าดาဖြစ်ပါတယ် Nghe lời vị đồng phàm hình, vị tấn tỳ khưu đến gặp và đảnh lễ Đức Phật. Khi đến đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật mới gọi rằng: Này tỳ khưu, ông vì sao mà gầy ốm như vậy? Thì khi đó vị tấn tỳ khưu mới thưa thật với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái đời sống xuất gia của con là một vị tỳ khưu phải gìn giữ hơn 9 tỷ cái điều giới, nhiều quá con không kham nổi, và mỗi ngày thầy tế độ của con dạy con hãy làm như thế này, hãy đi như thế này, ngồi như thế này và ăn như thế này, làm cho con cảm thấy rất là bất an, làm cho con cảm thấy rất là khó chịu, không có kham nổi với cái đời sống xuất gia phạm hạnh. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, con muốn hoàn tục, xin Đức Thế Tôn cho phép con hoàn tục. Nhà sư Phật ca chia đa, tây khả bồ đề nhà luân lu kri bang cu rong jo tây khả bồ đề thiên nhà luân lu mu lu chia đa lu tuệ chia nam mô la ma ma đề Phật. Cái bằng cô rong cho thấy khá bồ đề mà hộ phê nè tất khu nè về tên lâu nè về thế nhà mà sư yên chết đá ta là nà bảo mà phía nàng bà mà là lụ nhà sòa phía gà lụ trời chê nè rè ư dên lì gù mì miang kê bà rì. Và khi đó thì Đức Phật mới bảo rằng: Này tỳ khưu, do ông nghĩ rằng mình phải giữ hơn 8 tỷ cái điều giới và có cái sự bất an lo lắng đối với cái việc giữ giới đó, có phải không? Thì vị tấn tỳ khưu mới thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy, bởi vì con thấy nhiều cái điều giới quá, đối với con nghĩ con không kham nổi và luôn bất an lo sợ mình sẽ phạm giới, cho nên con muốn hoàn tục, không có cảm thấy sự bình an trong đời sống phạm hạnh xuất gia. Thì Đức Phật mới dạy rằng: Vậy thì ông có thể giữ một điều giới mà thôi, ông có thể giữ được hay không? Và nếu như mà ông chỉ giữ được một điều này đấy, thì ông không cần phải quan tâm giữ hơn 8 tỷ cái độ giới đó. Nếu như ông có thể giữ được một cái điều này, đó là giữ được tâm của mình, thì ông sẽ không cần phải giữ hết tất cả hơn 9 tỷ cái độ giới đó. Yan do lì gale, miaso apia, debido, deca, bodi, mia lun lo, holo, debido, sade, monja dava, de lo neva, de ku reva, teyame, so ye no, debido, tana, vama, pure maba, pia, lu, shout of miaso apia, chida, me, sate, de lo neva, le, ne, on, tene ba, so bido, karibang, kurang, yo deca, bodi, atlata. Say the lone nine on ten a bar, look, Buddha, Miaswaga, the lone main lay đáp cho bari. Thì nghe Đức Phật dạy như vậy, vì tấn tỳ khưu cảm thấy rất là vui, bởi vì nghĩ rằng mình có khả năng giữ được một điều, đó là điều chắc chắn. Chứ giữ hơn 8 tỷ điều giới thì mình không thể nào giữ hết được. Cho nên Đức Phật đã dạy rằng: Ông này con trai thân yêu, bây giờ ông hãy
chỉ giữ một điều thôi, đó là hãy kiểm soát và giữ cái tâm của mình. Hãy quên đi hơn 9 tỷ cái điều giới cũng vì tỳ khưu, mà bây giờ ông hãy chỉ giữ một điều mà thôi, đó là hãy giữ và kiểm soát được tâm của mình. Ông có làm được hay không? Thì vị tỳ khưu mới thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ là con sẽ làm được và con sẽ sống an vui. Chỉ giữ một cái điều này thôi, đó là giữ được cái tâm của mình. Yan do li ha sait de lone ne be thain ya me so do tu a ni ne po ba pi do immadan tabo ja ni chai twa ba de nya sa bhaya ga ai ni niya ma ti ya li de bo ho ba de durin gaman eka saran adariran guha tayan ye saitan tan yame tan di maukhan di mara pandana tu do da tan tu ni putan yatha kama nibati nan saitan rakhita medawi saitan gautan dukha wahan so pi do nyaswa bhaya ga ehri yahan do li ne do kwa a long do paraitat ko sait ne patat de gatha li de bou ho ja ke ba de. Và khi mà vị Tấn Tỳ Khưu nghe Đức Phật nói rằng bây giờ ông hãy giữ một điều mà thôi, hãy giữ tâm của mình, thì vị Tỳ Khưu cảm thấy rất vui và không muốn hoàn tục nữa. Và sau đó thì Đức Phật đã thuyết một cái bài kệ liên quan đến cái sự thu thúc tâm như thế nào cho hội chúng, đặc biệt là cho cái vị Tấn Tỳ Khưu này. Ấy Pali li ye adibhe ka ro tu thau tat tan sait so ra ga nyin lo ya khaung ne a ya ma hou ba bu sait so ra ga be lo poun ta tan be niya ma ni de so ra mi mi lo ye pagari myet si ne nyin lo ma ya ba bu naw tu ni pu nan im tan ma tain mwe de a ya wet thu li taku phit par de. Và cái nội dung của bài kệ mà Đức Phật đã thuyết liên quan đến tâm ấy, thứ nhất, Đức Phật dạy rằng tâm là một vật mà không thể nhìn thấy bằng mắt, rất là vi tế. Nào thầy, yatha kama nibadina sei sura ga tu toa chin ne niya tu ayon yauk chin ne niya yauk ni da phit par de mi mi ne tin do da la ma tin do da la ma sin za ba bu auk ga ta daung za poggo wa le shin bayin a phit sait ku yin chin le yin ni tat da ba be ta daung da phit de poggo wa le be ta ka shin bayin phit de poggo wa le be ta daung da sait de phit pi do ta daung za sait ku yin chin le yin ni tat de tabawa ti ya shi ba de. Đối với một người bình thường không có sự thu thúc của tâm thì thường tâm chạy theo các cái đối tượng, chạy theo các cái dục lạc ở bên ngoài. Cho nên đối với một vị vua thì cũng có thể suy nghĩ về những điều mà một người đi ăn xin suy nghĩ, và một người đi ăn xin cũng có thể suy nghĩ những cái điều mà một vị vua có thể suy nghĩ. Cho nên đối với một người mà không có sự thu thúc của tâm thì thường cái tâm đấy chạy theo các cái dục lạc ở bên ngoài. Hễ có một cái đối tượng khởi sinh lên và thu hút thì tâm sẽ hướng đến, và hễ có một cái đối tượng khác khởi sinh lên và thu hút thì tâm lại hướng qua cái đối tượng đó. Cho nên đối với một người mà không có sự tu tập, không có sự thu thúc đối với tâm thì thường tâm xuôi theo các cái đối tượng dục lạc ở bên ngoài. Sait so ra ga immadan thain chok pho khain yin ma de lu ga da lin akhan ne ma ni ni do le be mi mi ye sait ga kaba pat chin pat ni da phit par de yin ni yogi tu do sin ni le be mi mi ye di bai man ne ma tia thai ni do le be mi mi ye sait ga do yauk chin ya yauk
đặc ba lông lê sĩ gà, yêu chinh yêu nhìn đi đáp chế bà đi, tu tòa chinh nhìn yà tòa nhìn đáp chế bà đi. Và Đức Phật dạy rằng tâm thật khó thu thúc, thật khó kiểm soát. Đối với một người mặc dù ở trong phòng nhưng mà tâm có thể là đi du lịch khắp nơi ở trên thế giới. Đối với một hành giả mặc dù đang ngồi thiền nhưng mà tâm cũng có thể đi vòng quanh trái đất khắp mọi nơi. Vì vậy mà Đức Phật dạy rằng thật khó để thu thúc tâm, thật khó để kiểm soát tâm. Đi xe cố nà nàng bố cố đi thên chung này mô khai nhìn mà đi. Thế kê biên nhà sĩ tu rò gong đi ta liên đi xe cố nàng 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 thên chung này nạp chế bà đi. Đi xe cố nàng ông thay nàng mà xô yên. Thế kê chán đà tu khá sẽ mang cố giá trị mà chế bà đi. Lu chán đà, nè chán đà, bia mạ chán đà. Nào sâu thì xây tà lông gồ nè ông thấy nè yên nè bà ạ thị yà xì nè nà phía bà rì. Thật là khó để cho một người bình thường không có sự tu tập mà có thể thu thúc được tâm, có thể kiểm soát được tâm. Nhưng đối với một người trí thì có thể thu thúc được tâm của mình. Và khi tâm được thu thúc, khi tâm được kiểm soát, thì người đó có thể đạt đến hạnh phúc ở cõi người, hạnh phúc ở cõi chư thiên và hạnh phúc ở cõi phàm thiên. Không những thế, khi tâm được thu thúc, được kiểm soát, thì người đó có thể đạt đến cái hạnh phúc tuyệt đối, đó là hạnh phúc niết bàn, giải thoát khỏi mọi cảnh khổ đầm luân ở trong tam giới. Khu hô kê rê kà thà lì hà, chà hàn đô lì kù miá sva phía yá hô kê rê kà thà lì phía bà rê. Ê y lù miá sva phía yá kà, sê khí lì kù tà lâu nê kù nè ông thênh lê bà lù hô lê đô. Chà hàn đô lì im mạng đàn tà bó chá nì chạy tòa bà rê, nì chạy bì đô. Tê yá nà yê nê bê ê rì kà thà tê yá yê a sâu mà. Tao nà vòng mà biểu rè lù trè chè nì rè u zên lì bò đà vàng tà khá rè phía đoà bà rè. Đối với vị Tăng Tỳ Khưu, sau khi nghe Đức Phật dạy rằng bây giờ ông hãy giữ một điều, ông hãy giữ tâm của mình. Nếu như giữ được tâm của mình thì có thể giữ được hơn 9 tỷ cái điều giới. Khi đó thì vị Tăng Tỳ Khưu đã cảm thấy rất là hoan hỷ, cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và sau đó Đức Phật đã thuyết một bài kệ liên quan đến tâm, có cái nội dung giống như là vừa mới trình bày. Thì sau khi nghe cái bài kệ đó xong, vị Tăng Tỳ Khưu đã chứng đắc thánh đạo, thánh quả nhập lưu, trở thành một bậc thánh Tu Đà Hoàn. Thay vì trước đó là một người mà vốn rất là lo lắng, bất an đối với cái việc giữ giới của mình, nhưng sau khi gặp và đảnh lễ Đức Thế Tôn, nghe Đức Phật thuyết pháp, vị Tăng Tỳ Khưu đã chứng đắc thánh đạo, thánh quả nhập lưu và trở thành một bậc thánh Tu Đà Hoàn Sotapanna ở trong giáo pháp của Đức Phật. Kuna yahan do li kari bang gu rong yo dekha bodhi atta tha bi ro mimi ye sait khle ta lou ne go be khana li nai aung thain lai da toda ban le phit twa de naw song ma tadana baw ma pyo bai bi ro lu thwet chin le ma pyu ka do be naw song ma ta ke a the mae phu a sin sin go giá trị để xin thì giáo sĩ cái bà đấy. Và thay vì vị Tấn Tỳ Khưu Hoàng Tục đã nghe Đức Phật thuyết pháp và trở thành một bậc thánh nhập lưu, với sự cố gắng tinh tấn thực hành, vị Tấn Tỳ Khưu
đã đạt đến những tầng thánh cao hơn theo tuần tự, đó là tầng thánh Tứ Đạo Hoàng, tầng thánh A Na Hàm. Tại sao vậy? Ní đi ra nà ní cha đi, giờ hàng đó đi cô, làm ní quỳ ní cô, sau khi tu đó thì ní cô, giờ khu ta đã cả đi giờ hàng đó đi cô, ở đâu yu bi đó, chú ra ở đâu phố lúa bà đi, giờ hàng đó đi ní nè, sáng thay nhà mình đi la đi đi khắp bộ đi, nhà lại đã số bi đó, xây thêm mà tu về bi đó mình đi về nè. มีมีโดยเสกคลีตะลงโกนายอองเทิงไล่บาโกยินนี่แลเวตึกขาบุฑฑีเตยาโจสุบิโดญาไล่ตาสุบิโดตุยเวมณีเวเนี่ยมีมีเยเสกคลีตะลงโกเวนายอองเทิงไล่บาโยคีตุรโรจินนี่แลเวลุเวจองนี่เทิงยะเมตีละฤกะงาบายะเอาใจเนาะยามาสุดอละก็จึง về tân tỳ khưu có thật đã xảy ra vào thời Đức Phật. Trước khi xuất gia là một cư sĩ có tâm kính tín tam bảo và muốn thoát khỏi mọi cái cảnh khổ ở trên đời, cho nên đã xuất gia và đã trải qua những cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhưng cuối cùng đã gặp được Đức Phật, nhờ Đức Phật chuyển hóa thì đã trở thành một bậc thánh ở trong giáo pháp. Nhờ vào cái việc chỉ giữ một điều thôi, đó là giữ tâm của mình. Cũng về ở trong hội chúng của chúng ta có những vị xuất gia là tỳ khưu, sa di, thì hãy đừng băn khoăn là chúng ta giữ quá nhiều cái điều giới mà Đức Phật đã chế định, mà hãy giống như vị tân tỳ khưu vào thời Đức Phật, chỉ cần thu thúc kiểm soát được một điều mà thôi, một thứ mà thôi, đó là thu thúc và kiểm soát được tâm mình, thì vị tỳ khưu, vị sa di có thể thu thúc được, giữ gìn được những cái điều giới mà mình đã thọ trì mặc dù rất là nhiều. Đối với các cư sĩ là những hành giả không về, cũng không nên băn khoăn là chúng ta giữ 5 giới, 8 giới hay 10 giới nhiều như vậy, mà chỉ cần thu thúc kiểm soát được tâm của mình thì những cái điều giới mà mỗi hành giả đã thọ trì đều có thể giữ gìn được. Cho nên điều quan trọng ở đây là giống như vị tân tỳ khưu vào thời Đức Phật, chúng ta tu tập và chỉ cần thu thúc kiểm soát được một thứ mà thôi, đó là tâm mình. Tia na ni cha re, tia atho ni cha re, yogi luwe chang lo anine le be saung thain ya me dila ri ga nga ba dila ชิบ้าดีละเซบ้าดีละဆိုပြီးတော့အရေးအတွက်အဖြစ်တော့များပါတယ်ဒါကြောင့်၅ပါးชิบ้าเซบ้าတွေကိုအသာထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတစ်လုံးတည်းကိုသာနိုင်အောင်ထိမ့်လိုက်ပါစိတ်ကလေးတစ်လုံးတည်းကိုနိုင်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုရင်အာလုံး၅ပါးလည်းထိမ့်ပြီးသားရှစ်ပါးလည်းထိမ့်ပြီးသားเซบ้าလည်းထိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် Cho nên là những cư sĩ tại gia cũng đừng có băn khoăn là mình giữ 5 giới, 8 giới hay là 10 giới nhiều quá, rồi có thể dẫn đến sự bất an, sự lo lắng là mình
không có giữ nhớ được, mà chỉ cần cố gắng giữ gìn tâm của mình, thu thúc và kiểm soát được tâm của mình, thì những cái điều giới, năm giới, tám giới hay mười giới mà mỗi người đã phát nguyện thọ trì, thì những cái giới đó tự động sẽ được gìn giữ, sẽ được thanh tịnh. A lâu hả, mì mì rùi yè, sê khí lì tà lông gù, nè ông thay nè mè sù yên, chán đà sê, chán đà mạng gù, a lâu yà xì, tòa chà mạp chê bà rì. Tà chào, sò tò gà bìo gà rè, tà thi tà yàn đò lì gù, u bà mạ tìm bì rò, mì mì rùi yè, sê khí lì tà lông gù, a lâu, nè ông thay nhà bà, lù tài tuôn mà rì, tài tuôn bì rò, phô nhì yè, tia di ma bên ni công cảm bác sống ta lấy bà đi. Cho nên đối với một hành giả, dù là những vị xuất gia, tỳ khưu, sa di hay là tu nữ, hay là đối với một cư sĩ thiện nam tín nữ, chỉ cần giữ được tâm của mình, kiểm soát được tâm của mình, thì sẽ có được những hạnh phúc an lạc ở cõi người, ở cõi trời, và cuối cùng là đạt đến sự an lạc niết bàn. Cho nên ngài Tam Tạng thứ 15 sách tấn và khuyến khích tất cả chúng ta, mỗi người hãy cố gắng để kiểm soát tâm của mình. Và ngài cũng cầu chúc cho tất cả các hành giả có mặt hôm nay luôn tinh tấn thực hành để có sự thu thúc kiểm soát được tâm của mình trong từng phút từng giây. Làm được như vậy thì chúng ta mới có được sự an lạc và thoát khỏi mọi cảnh khổ ở trên đời, mọi cảnh khổ tại sinh luân hồi ở trong tam giới. Và đó cũng là một lời đúc kết và kết thúc của bài pháp thoại sáng hôm nay. Sa thu sa thu lành thai u ta mang nghe đà quan đề hằng ba đà ban sớm qua rùa ta mang Bồ Thế Yô Kha Li Tô Đô Hô Sô Bồ Thô Kha Ma Tu Tăng Ma Măng Ô Ta Măng Kê Đà Quán Đê Hăng Đàm Măng Chà Đô Vi Thăng Quá Răng Tham Mê Yô Kha Li Tô Đô Hô Sô Đàm Mô Kha Ma Tu Tăng Ma Măng Ô Ta Măng Ghê đà quán đê hăng sáng găng chà đô vi tham ta măng sáng ghê yô khà li tô đô hô sô sáng khô khà ma tu tăng ma măng bà vã tu sa ba măng gà lăng ra khan tu sa ba đê và ta sa ba bùi đà nụ ba vê na sa đa sô thi bà văn tu tê bà vã tu sa ba măng gà lăng Bà đề và ta sa bà đà ma nữ ba vê na sa đa sô thi bà văn tu tê bà và tu sa bà măng ga lăng và khan tu sa bà đề và ta sa bà sang ga Đà sa đà sô thi bà văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người
do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường cầu xin cho quà của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tự mỹ mãn, cho được thành tự mỹ mãn, cho được thành tự mỹ mãn. Sa thu lành thay y đa.